it's all about. Bước vào trận chung kết gặp Daewon với vị thế cửa dưới, song người hâm mộ Sọc vẫn hy vọng Sunning có thể tạo nên bất ngờ như họ đã từng làm với JD Gaming và Top Esports. Tuy nhiên, đã không có phép màu nào xảy ra. Daewon thi đấu quá chắc chắn và áp đảo hoàn toàn đại diện của LPL. Chung cuộc, đoàn quân của Zephyr đem về chức vô địch đầu tiên cho Hàn Quốc sau 2 năm chờ đợi. Sau cánh gà, phong việc bắt gặp khoảnh khắc Sọc rơi lệ về tiếc nuối. Chưa bao giờ chiếc Summoner Cup lại gần đến thế với thần rừng Việt Nam. Dù không thể hoàn tất câu chuyện cổ tích của Sunning, thế nhưng người hâm mộ quê nhà vẫn tự hào về những gì mà Sọc đã thể hiện ở chung kết thế giới lần này. Anh đi vào lịch sử eSports Việt Nam với tư cách là tuyển thủ đầu tiên của mảnh đất hình chữ S lọt vào trận chung kết của chung kết thế giới, giải đấu danh giá nhất của Liên minh Huyền Thoại. Trong khi đó, với khán giả LPL, Sunning có quyền ngẩng cao đầu rời giải. Các bạn chính là những nhà vô địch bất khả chiến bại. Chúng tôi đã tìm thấy linh hồn của mình. Đến lúc phải buông bỏ những nỗi ám ảnh về việc so kè với người Hàn, thừa nhận thất bại cũng là một cách chiến thắng. Và hãy trân trọng những gì mà Liên minh Huyền Thoại đem lại cho chúng ta trước khi nhiệt huyết trong mỗi người lụi tàn. Theo thông báo của Riot Games, tiền quỹ thưởng cố định của chung kết thế giới Liên minh Huyền Thoại 2020 là 2,225 triệu đô. Trong đó, đội vô địch bị giảm tiền thưởng từ 37,5% xuống còn 25%, còn đội Á quân sẽ được tăng tiền thưởng từ 13,5% lên thành 17,5%. Với chức vô địch thuyết phục ở giải đấu lần này, Daewon Gaming nhận được số tiền là 556.250 đô, trong khi đó, Sọc cùng với những đồng đội sẽ nhận về 378.250 đô. Hai đội tuyển đồng hạng 3 là Top Esports và G2 cũng được tăng tiền thưởng từ 7% lên 9%. Các đội tuyển kết thúc chung kết thế giới 2020 ở vị trí từ thứ 5 đến thứ 8, bao gồm DragonX, JD Gaming, Fnatic và Gen.G sẽ kiếm về được 4,5% thay vì 4%. Theo Riot Games, ban tổ chức chung kết thế giới quyết định thay đổi hệ thống tiền thưởng để đảm bảo quyền lợi cho Gam Esports và Team Flash. Hai đội tuyển không thể tham dự giải do dịch. Số tiền thưởng mà hai đội tuyển Liên minh Huyền Thoại Việt Nam nhận được sẽ tính bằng hệ số 2, 1 và gần bằng với các đội đứng từ hạng 9 đến 12 của giải đấu với con số là 35.450 đô. Trận chung kết giữa Daewon và Sunning quy tụ hơn 6.000 khán giả có mặt tại sân vận động Phố Đông, Thượng Hải, là đại diện duy nhất còn sót lại của LPL. Không ngạc nhiên khi Sunning nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ đông đảo cổ động viên nhà. Ở chiều hướng ngược lại, fan chủ nhà đã có động thái thiếu fair play trước Daewon Gaming. Theo đó, trong màn giới thiệu đội hình thi đấu của Daewon, không có một tiếng vỗ tay nào vang lên từ những cổ động viên Trung Quốc. Hành động thiếu tôn trọng này khiến cho các fan chủ nhà nhận được vô số sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng khán giả trên sân quá thiếu tôn trọng đại diện của LCK. Họ không có bất kỳ lý do nào để hành động như vậy. Sự tôn trọng và lòng hiếu khách vẫn cần được thể hiện bất kể đối phương có là ai. Hãy cùng nhìn lại chung kết thế giới năm 2019. Những fan hâm mộ ở châu Âu, họ đã cổ vũ cuồng nhiệt cho cả FunPlus Phoenix lẫn G2. Dù phải thi đấu trước sức ép từ khán giả chủ nhà, song đại diện của Hàn Quốc vẫn chứng tỏ bản lĩnh và đánh bại Sunning với tỷ số 3-1, qua đó bước lên ngôi vô địch. Theo kế hoạch ban đầu, chung kết thế giới 2021 sẽ được tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, do sự bùng phát và diễn biến phức tạp của Covid-19, mà mọi kế hoạch tổ chức chung kết thế giới 2020 trở thành sự kiện lớn và hoành tráng nhất lịch sử thể thao đều phải hoãn lại. Thay vào đó, toàn bộ kế hoạch này sẽ được dời sang kỳ chung kết tiếp theo 2021 và Trung Quốc vẫn sẽ là chủ nhà tổ chức giải đấu này. Chung kết thế giới 2021 đánh dấu lần tổ chức thứ 11 của một trong những giải đấu eSports lớn nhất hành tinh. Giải đấu được chia thành 3 giai đoạn: vòng khởi động, vòng bảng và vòng loại trực tiếp, với sự góp mặt của 24 đội tuyển mạnh nhất từ khắp các khu vực trên thế giới. Ở giải đấu năm nay, Daewon Gaming là đội giành chức vô địch với thắng lợi 3-1 trước Sunning. Với khu vực VCS, việc vắng mặt tại chung kết thế giới 2020 và thành tích tại giải quốc tế lần này là con số 0. Rất có thể Việt Nam sẽ chỉ còn lại một suất tham dự chung kết thế giới. Suất còn lại của VCS hoàn toàn có thể rơi vào tay các đội wildcard. Trong bối cảnh VCS vắng bóng chung kết thế giới vì vấn đề xuất nhập cảnh, sự góp mặt của Sọc đã thu hút đông đảo người hâm mộ Việt Nam theo dõi giải đấu. Mỗi trận đấu của Sunning đều nhận được sự quan tâm và theo dõi từ rất đông người hâm mộ quê nhà. Theo thống kê của eSports Chart, lượng người dùng theo dõi trận chung kết trên kênh YouTube Việt Nam đạt con số 668.450 view, vượt trên cả Hàn Quốc và kênh tiếng Anh. Nếu kết hợp với tổng lượt view trên nền tảng Twitch, lượng người xem Việt Nam chung kết đứng thứ 3. Cũng theo eSports Chart, tại một thời điểm có 3.888.252 người đang xem trực tiếp trận chung kết giữa Sunning và Daewon, không tính nền tảng Trung Quốc. Con số này kém 100.000 so với kỷ lục ở trận bán kết giữa T1 và G2 ở chung kết thế giới 2019. Trong khi đó, với việc tiến sâu vào chung kết, Daewon và Sunning lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai về tổng số lượt xem xuyên suốt giải đấu năm nay. Sau khi chia tay huấn luyện viên Kim, T1 tiếp tục có sự thay đổi trong công cuộc cải tổ ban huấn luyện. Theo đó, cựu vương LCK đưa ra thông báo chia tay với hai thành viên là huấn luyện viên Comet và phân tích viên Toki sau khi đáo hạn hợp đồng.
Hôm nay chúng tôi quyết định chia tay Comet và Toki. Chúng tôi đã đánh giá cao sự đóng góp của họ trong mùa giải 2020 và chúc họ mọi điều tốt đẹp. Được biết, nguyên nhân khiến T1 không gia hạn hợp đồng với Comet và Toki là bởi kết quả yếu kém của đội tại LCK mùa hè. Hiện tại, các vị trí trong ban huấn luyện của T1 đều đang bị bỏ trống trước thêm mùa giải mới. Chuyển sang khu vực VZ, GAM dự kiến sẽ công bố 3 ban hợp đồng mới ở vị trí đường dưới và đường giữa là Tifkit, Pierre và Kati. Ở chiều ngược lại, GAM chuẩn bị nói lời chia tay với ngôi sao địa 1 khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn. Trong khi đó, Kiaya, Levi và huấn luyện viên Jackie White sẽ đọc bút ký ban hợp đồng mới để tiếp tục chinh chiến trong ảo của GAM tại VCS 2021.